Quánh tu tì ra cái gì ra cái này? Hả? Chúng ta lại huề nhau nữa rồi. Thôi, em không chơi trò này đâu, chán lắm. Nào, các con, đừng chơi nữa. Mẹ kiếm thức ăn về rồi đây. Lại đây ăn đi. Hay quá, hay quá. Lại là những trái cây bình thường này nữa. Con ngán lắm rồi, con không ăn đâu. Tại sao chứ? Trái cây này rất tươi, mẹ vừa mới hái đó. Trước giờ chúng ta vẫn thường ăn mà. Nhưng mà con thích ăn cỏ tuyết hơn. Mẹ hứa hái cỏ tuyết về cho con rồi mà. Ngốc à, đừng có đòi hỏi nữa. Như vậy ăn cũng được rồi. Vài bữa nữa mẹ hái cỏ tuyết cho em sao? Không chịu, không chịu. Em chỉ thích ăn cỏ tuyết thôi. Hồi, cỏ tuyết mọc trên núi Ca Phủ đầy tuyết, rất lạnh lẽo và trơn trượt. Lần trước chẳng qua mẹ nhặt được một đám cỏ tuyết, là nhờ nó lăn từ trên đỉnh núi xuống, mẹ mới cho các con ăn thử. Thật không ngờ con lại đòi hỏi quá đáng như vậy, không biết trân trọng công sức của mẹ. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con chỉ thích ăn cỏ tuyết thôi. Mấy thứ này con chẳng thích nữa. Ngựa Úc, ráng đi em. Chúng ta ăn trái cây này vài hôm đi. Đợi khi nào tuyết tan trên đỉnh núi, chúng ta lanh quanh dưới chân núi coi thử có cỏ tuyết hay không. Rồi lúc đó anh em chúng ta cùng đi nha. Các anh của con nói đúng đó. Thôi, ráng ăn số trái cây này đi. Mẹ hứa, vài bữa nữa mẹ sẽ cố gắng tìm cho các con. Không, không, con không ăn đâu. Con sẽ tự đi tìm cỏ tuyết. Đây, ngốc, đừng đi, nguy hiểm lắm. Lạnh quá, đỉnh núi ở đằng kia, mình phải tìm bằng được cỏ tuyết. Nhanh kìa, một chủ thể thật to lớn, nó là của ta. Gì thế này, các ngươi định làm gì? Mau, bắt nó lại, đừng để nó thoát, phải ký sinh vào được người của nó. Không, các ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Sao các ngươi muốn ký sinh vào người của ta? Có ai không? Cứu tôi! Yeah! Của ta, các ngươi không được tránh! Đau quá! Chết Satara! Các ngươi sao muốn cắn ta? Sẽ xác ta đã chui vào trong chứ? Ta không cho đâu! Mẹ kiếp, đừng có giành nhau nữa! Chủ thể bị chúng ta cắn biến đổi rồi kìa! Mau, chui vào người nó không chế nó đi! Không, người mình bị trúng độc rồi. Người mình bị trúng độc bởi những thứ quái quỷ đó rồi. Chạy thôi. Đây, đừng chạy. Hãy cứu lấy nơi đây. Nơi này sắp gặp nguy hiểm rồi. Tiếng của ai vậy? Hãy giết chết lũ ký sinh đó. Nếu không, cả hành tinh này sẽ biến thành hành tinh quái vật. Đằng kia, chắc chắn là sinh vật đằng kia đang tạo ra thần giao cách cảm với mình. Có phải là ngươi không? Đúng vậy, chính là ta. Ta là người vận chuyển ngoài hành tinh, vận chuyển lũ ký sinh trùng gớm ghiếc đó tới một hành tinh trên để giam cầm bọn chúng ở đó, để bọn chúng không thể hại sinh vật khác. Ngươi nói cái gì? Lũ ký sinh trùng ngoài hành tinh à? Không lẽ là cái bọn hồi nãy? Bọn chúng muốn ký sinh chui vào người của ta, nhưng ta thoát được, chỉ bị bọn chúng cắn chúng độc thì đã biến đổi thế này. Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại rơi xuống hành tinh của ta chứ? Xin lỗi, khi đi bay chúng tôi vận chuyển qua đây, một nhân viên đã không cẩn thận mở khóa sắt của chiếc hộp giam cầm bọn chúng. Bọn chúng đã tấn công chúng tôi rồi chàng nhảy xuống hết dưới đây. Chúng tôi bị rớt địa bay, ai cũng bị thương nặng. Gì chứ? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Người của cậu có dính máu bọn chúng. Không lẽ hồi nãy cậu đã giết được vài con? Hãy sử dụng cách như vậy để giết bọn chúng. Đi, làm ơn. Này, bây giờ tôi biết tìm số còn lại trong bọn chúng ở đâu chứ? Chết tiệt tắt. Nhanh lên, phải quay về nhà, báo cho mẹ và các anh em khác biết về chuyện này. Nếu không, bọn chúng sẽ ký sinh lên người của họ mất. Nhìn kìa, có một chủ thể còn to lớn hơn chủ thể chúng ta đang sở hữu. Mau, phải bắt nó lại, sắp chiếm cơ thể nó. Ch-
con chuột này. Sao, sao các ngươi trông kỳ quái thế kia? Hả? À, các ngươi nói chuyện giống như là lũ ký sinh trùng ngoài hành tinh vậy. Không lẽ các ngươi đã bị bọn chúng ký sinh vào cơ thể hết rồi? Ngươi thật là thông minh. Vua nhìn đã biết bọn ta chiếm lấy cơ thể của mấy con chuột này rồi. Nhưng khoan, trông ngươi giống như là một vật chủ bị hụt của bọn ta thì phải. Người của ngươi trúng đầy độc của bọn ta kìa, nhưng không bị khống chế. Không sai, ta đã trúng độc bởi lũ ký sinh các ngươi. Và ta đã gặp được người ngoài hành tinh vận chuyển các ngươi nữa kìa. Chết tiệt, lũ khốn đó, giành hết những chú thái bự rồi, để cho mình một con chuột thật nhỏ xí. Hả, gì thế kìa? Một con ngựa thật là bự. Hay lắm, vậy thì ta không cần con chuột nhỏ xí này nữa. Ta sẽ chiếm lấy cơ thể của con ngựa kìa và biến nó thành chủ thể mới của ta. Ta hôm nay sẽ diệt sạch các ngươi, bảo vệ nơi này. Chết tiệt, chủ thể của bọn ta. Mẹ kiếp, có kẻ giành chủ thể với bọn ta rồi. Mau, trả lại đây. Lũ khốn đáng ghét, các ngươi lúc nào cũng tranh giành với ta, hơn thù với ta, luôn chia cho ta phần nhỏ nhất. Hôm nay các ngươi đã chiếm lấy cơ thể của những con chuột to lớn kia, để ta một con chuột nhắt. Vậy thì ta không cần, ta đã có cơ thể của con ngựa ở đây rồi. Ta sẽ giết sạch các ngươi nếu các ngươi dám giành với ta. Đừng giết, chúng ta là đồng loại ký sinh trùng với nhau mà. Lũ rắc rưởi, nghĩ tình cùng chung đồng loại, ta tha mạng cho các ngươi đó. Bây giờ ta phải đi tìm kiếm thức ăn, để cơ thể ta càng ngày càng to lớn khỏe mạnh hơn. Lúc đó ta có thể giết chết bất cứ kẻ nào ta muốn. Chạy đi các con ơi. Không hiểu lý do gì, tất cả những sinh vật trong rừng trở nên gớm ghiếc và điên loạn ăn thịt lẫn nhau. Chúng ta hãy thoát ra khỏi đây nào. Chúng con biết rồi. Mẹ ơi, con ngựa út nó đi giờ này còn chưa về nữa. Đúng lại bầy ngựa kia, các ngươi định chạy đi đâu? Ta muốn xé xác ăn thịt các ngươi. Các con, mau dừng lại. Chết tiệt, lại thêm một thứ sinh vật kỳ dị biến đổi nữa. Rốt cuộc các ngươi bị chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn ăn thịt bọn ta chứ? Đúng là lũ ngựa ngây thơ. Ta và các anh em khác đều là những ký sinh trùng ngoài hành tinh. Bọn ta rớt xuống trái đất này và săn tìm những động vật đã ký sinh làm vật chủ. Ta đã tìm được một con chăn to lớn và biến nó thành hình hài như thế này. Bây giờ ta đã khống chế nó để tiếp tục đi ăn thịt những loài khác. Không thế nào. Làm ơn, hãy tha cho gia đình của chúng tôi đi. Chúng tôi không làm hại ai cả. Chúng tôi không bị mất một đứa con út nữa. Làm ơn đi. Mùi máu, mùi thịt. Ta tìm thấy những con mồi khác rồi. Gì thế này? Một chủ thể đã bị ký sinh trùng chiếm lấy rồi hay sao? Đây, những con ngựa đây, ta đã phát hiện ra chúng trước. Mùi mau đi chỗ khác đi. Cái gì? Người dám xua đuổi ta đi. Mặc dù ta cũng là một ký sinh trùng ký sinh lên chủ thể mới, nhưng đối với lũ của các ngươi, ta bất kể kẻ nào coi thường ta. Mẹ ơi, sao thứ mới tới giống như loài ngựa bằng chúng ta? Con tỏ ra mùi rất quen. Là ngựa út. Mẹ kiếp ngươi, dẫu gì chúng ta đều là ký sinh trùng ngoài hành tinh ký sinh lên vật thể khác nhau thôi. Mày muốn gì? Muốn tranh giành thức ăn à? Mày hiểu được là đến lúc mày cũng sẽ chết đó. Thứ đáng ghét, dám coi thường tao, dám sỉ nhục tao. Tao sẽ nghiền nát mày giống như những tên họ hàng của tao trước đây mà tao đã từng làm với bọn chúng. Ok, bao dừng lại. Mày không được giết tao. Nếu không. Ở hành tinh này, tao sẽ chẳng nghe theo lời của ai cả. Mẹ ơi, chắc chắn đó chính là ngựa út, là bọn anh với mẹ đây. Dừng lại đi. Hả? Thì ra là người quen của thứ chủ thể này. Nhưng đáng tiếc, ta đã chiếm lấy nó rồi.